Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp thân mến. Trước hết cho phép tôi được gửi lời cảm ơn ban tổ chức hội nghị hô hấp toàn quốc năm nay cho phép tôi trình bày về cập nhật hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 lần thứ 7. Như các anh chị đã biết, tức là gì là đại dịch COVID-19 xảy ra tại Hồ Bắc Trung Quốc từ cuối tháng 12 năm 2019 cho tới nay mới được chưa thực tới 2 năm, nhưng mà đã gây ra các hậu quả khủng khiếp trên toàn thế giới, cả về mặt bệnh tật, kinh tế cũng như xã hội và môi trường. Song song với việc tìm các nguyên nhân chữa trị một cách đầy đủ, thì các cái phiên bản cập nhật về chẩn đoán điều trị cũng liên tục được trình bày, được đặt ra. Các phiên bản của Việt Nam cũng dựa trên các cái tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của các nước, kết hợp với các cái kinh nghiệm của chúng ta trong thời gian tục được cập nhật cho tới nay đã là lần thứ 7. Và các cái cập nhật này đã góp phần làm chúng ta, thứ nhất là hiểu biết được bệnh tốt hơn, thứ hai là gì, chúng ta điều trị có hiệu quả hơn, giảm đốt tỷ lệ tử vong. Và như các thầy các cô anh chị đã biết đấy, thì nhìn nhận với COVID trước kia trong thời gian năm ngoái chẳng hạn, chúng ta còn nghĩ rằng là có thể trong một thời gian ngắn thôi, giống như dịch SARS năm 2003, nhưng thực ra cho đến bây giờ mọi người đều thống nhất rằng bệnh COVID-19 sẽ tồn tại lại lâu. Song song với kết hợp tìm các cái thuốc kháng virus đặc hiệu, thì cái việc điều trị theo cơ chế bệnh sinh kết hợp với điều trị triệu chứng, kết hợp tìm vaccine, đó là những vấn đề quan trọng hiện nay chúng ta đã đạt được một số các cái tiến bộ, đặc biệt liên quan bệnh học đến cơ chế của COVID-19, đó là gì, liên quan đến các cái huyết khối tắc mạch. Tham gia bên thoại lần này dưới sự chỉ đạo của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hơn 100 người tham gia của tất cả các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, hô hấp, dinh dưỡng, nội tiết, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, điều dưỡng, vân vân, kết hợp các tài liệu quốc tế cũng giống như là các kinh nghiệm chúng ta đã áp dụng trong nước qua các đợt dịch tại các vùng miền mà chúng ta đã đưa ra các phiên bản lần này, đưa ra với nội dung các thành phần cơ bản nhất về chăm sóc, chẩn đoán, điều trị đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng. Nội dung COVID lần này thì trong cập nhật lần này chúng ta hiểu rằng, thứ nhất, COVID đó là bệnh toàn thân, không phải chỉ có bệnh ở phổi. Nếu các bạn nhìn theo kể cả các phiên bản hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, thì người ta vẫn đề viêm phế quản nhẹ, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, vân vân. Thực ra cái đó thì tôi nghĩ là người ta cũng chưa cập nhật. Bản chất của nó là bệnh toàn thân, chứ không phải chỉ có phổi. Tuy nhiên phổi là cái vấn đề nặng nhất. Thứ hai, đặc biệt là người có yếu tố nguy cơ, đó là những người lớn tuổi, những người béo phì, những người đái tháo đường, những người bệnh mạch máu, vì nó liên quan chặt chẽ đến cơ chế huyết khối tắc mạch, đặc biệt các virus tấn công vào các tế bào nội mạc. Thứ ba là liên quan đến nhiều chuyên khoa, như các bạn thầy cô anh chị biết rồi, càng lớn tuổi thì chúng ta càng có nhiều bệnh nền. Thứ tư là tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở các bệnh nhân nặng, liên quan ngoài các COVID thì còn liên quan tình trạng thiếu oxy mô trong toàn thân. Và thứ hai, từ đó chúng ta có cách tiếp cận chăm sóc toàn diện hơn, ngoài thuốc, máy oxy, biến xử lý các cái biến chứng, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, dinh dưỡng tinh thần, vân vân. Thứ ba là cuối cùng là gì, chúng ta cần có cái phân loại mức độ nặng nó hợp lý để phân tầng điều trị phù hợp. Đó là thứ hai, để thì các cái tầng điều trị này nó hoàn toàn liên tục biến đổi, nó không có một cái tầng nào cố định, để cho không những anh em các bác sĩ chuyên khoa mà cả các đồng nghiệp không chuyên khoa chúng ta có thể áp dụng được. Nội dung cập nhật lần này với tài liệu là khoảng 140 trang, gồm khá nhiều các cái phần khác nhau, còn có theo đó kèm theo đó có cả hướng dẫn tổ chức thực hiện và các cái phụ lục kỹ thuật. Trước hết ta điểm qua lại về bệnh học COVID-19, tóm tắt lại đó là gì? Cơ chế huyết khối tắc mạch qua cơ chế miễn dịch. Đây là cái hình ảnh chúng ta biết từ lâu rồi, đấy là virus sau khi vào qua cái biểu mô đường hô hấp và các tế bào tiếp hai qua cái receptor ACE2, vân vân, thì bắt đầu nó tương tác vào trong tế bào, rồi sau đó con đường thứ hai là gì, virus có thể vào trong túi nước kẽ và đánh trực tiếp vào các tế bào nội mạc của các mạch máu, cho nên nó không phải chỉ có viêm long đường hô hấp, mà ngay từ đầu là virus nó đã chui được cả vào trong mạch máu. Vấn đề là nó cư trú được ở tại chỗ hay là nó đi lan xa các nơi mà thôi. Và khi virus đã chui vào trong tế bào này rồi thì qua các receptor nó chui được vào, nó rồi nó tương tác với các tế bào của chúng ta, như các tế bào bạch cầu đa chân trung tính, đại thực bào, monocyte, vân vân, thì sự tương tác giữa các tế bào sản xuất ra một loạt các cái chất mà chúng ta gọi là cytokine, và khi chứa là các yếu tố
gọi là tiền viêm và cái yếu tố kháng viêm. Khi mà các yếu tố này sản xuất ra nhiều quá và mất cân bằng thì sẽ dẫn đến gọi là hiện tượng cơn bão cytokine, mà hậu quả của nó cuối cùng là gì? Nó làm tăng, làm gì, mất cái tính nguyên vẹn của các tế bào biểu mô phế nang, làm tăng tính thấm từ khoảng kẽ, từ trong mạch máu và khoảng kẽ, huy động thêm rất nhiều các tế bào từ trong mạch máu và khoảng kẽ vào trong tế bào phổi chúng ta, trở thành từ cái tổ chức sốc và có thể đàn hồi một cách dễ dàng trở thành một tổ chức đặc gồm rất nhiều dịch, viêm, các tế bào mà đã hy sinh hoặc là các tế bào được huy động đến, kèm theo đó là các cái cơ chế huyết khối tắc mạch, đó là gì, các virus tấn công trực tiếp vào các tế bào nội mạc, khởi động các quá trình đông máu và hoạt hóa các bào thể, khởi động các cái tế bào đánh phá trực tiếp vào các tế bào nội mạc, làm lộ cái mặt cơ bản của cái tế bào này ra và giữ tương tác trực tiếp giữa cái màng đại tổ chức nền của tế bào nội mạc với các yếu tố đông máu, dẫn đến hình thành các sợi fibrin và các tế bào bạch cầu tiểu tiểu cầu bám dính vào đây. Cuối cùng, bệnh hậu quả bệnh nhân là gì? Một là rất là khó thay đổi về oxy, từ khi chúng ta chuyển vào oxy khuếch tán sang bên tổ chức kẽ là rất khó. Thứ hai, hồng cầu gắn được vào oxy mà mang đi là bị cản trở. Cho nên tại sao chúng ta thấy cái tình trạng thiếu oxy, mặc dù chúng ta có thể cho oxy vào tới tận phế nang tới 100%, nhưng mà trong oxy trong máu nhiều khi rất thấp. Và điều đặc biệt người ta phát hiện ra là gì? Huyết khối ở đây không phải chỉ có ở phế nang, và người ta còn phát hiện hình thành các cục máu đông ở các cái tiểu động mạch phổi. Đấy, đối với tại chỗ ở phế nang và hình thành huyết khối ở các tĩnh mạch phổi. Như thế các bạn sẽ thấy là gì? Cơ chế thông khí là VA là có bị tổn thương, nhưng không trầm trọng bằng cơ chế gọi là quy hay gọi là tưới máu. Là tưới máu xung quanh các phế nang này đã bị tổn thương nặng nề, đặc biệt có nhiều nơi bị tắc nghẽn. Cho nên chúng ta sẽ thấy trên đo trên khí máu, cái chỉ số xăn nó sẽ tăng lên rất là cao. Ngoài cái chỉ số tăng lên rất cao ra, thì nó hình thành các cục máu đông ở các cái tĩnh mạch phổi, và phổi, tĩnh mạch phổi chúng ta lại trở thành một cơ quan sản sinh các cục máu đông đi về bên tim trái, đi theo động mạch, có thể gây tắc mạch từ đầu đến chân. Cho nên xin nhắc lại, COVID là bệnh toàn thân qua cơ chế huyết khối tắc mạch, không phải chỉ có bệnh của đường hô hấp. Và các cơ chế huyết tắc mạch này người ta cắt nghĩa ở đây là gì? Virus khi vào xâm nhập vào cơ thể liên quan đến các cơ chế bảo vệ của chúng ta, ví dụ các đáp ứng của interferon và các vai trò của cái tổn thương các phế nang của đường hô hấp, và dẫn đến hiện tượng quá mức sản xuất quá mức các cái cytokine viêm. Đấy, dẫn đến là gì? Các cái hoạt hóa các cái bổ thể làm dẫn đến tăng quá trình đông máu. Ở bên này thì hoạt hóa các tình trạng tiểu cầu cũng làm tăng đông máu. Và ở đây là gì? Huy động cả các cái tế bào bạch cầu gọi là neutrophil extra nest, các cái chemokine cũng lôi kéo rất nhiều tế bào vào, tổn thương cả cái tế bào phế nang mao mạch, vẫn đến hiện tượng gì? Hình thành huyết khối, tăng cái tính thấm, tăng cái hiện tượng tăng đông ở trong các tế bào nội mạc. Và còn lại thậm chí nó còn làm giảm cái quá trình gọi là giảm thủy đông, cho nên nó càng gây ra cái hiện tượng tăng đông của tắc mạch. Và đây cái sơ đồ người ta giải thích các cái giai đoạn. Thứ nhất, đây các bạn nhìn thấy đây là virus xâm nhập vào các cái tế bào có các cái thụ thể ACE2 và qua thêm một vai trò của một protein giúp sức, đó là TMPRSS2, và sau khi vào rồi nó trút bỏ các cái ARN vào trong tế bào của các virus, bắt đầu nó nhân lên đánh phá các tế bào, tổng hợp ra cái virus mới. Đồng thời virus này nó có thể đánh phá trực tiếp các cái tế bào trong máu, và theo dòng máu nó là đi theo các nơi khác, cho nên tổn thương các gây ra hiện tượng huyết khối tắc mạch ở tim, ở phổi, ở não, ở chân, tất cả các cơ quan cơ thể. Đây là cái sơ đồ người ta cắt nghĩa giải thích tại sao nó là có hiện tượng tăng đông. Đấy, thứ hai là gì? Giảm thủy phân phi đưa gen. Cái thứ ba là gì? Tổn thương trực tiếp các tế bào nội mạc, cuối cùng sẽ đến hình thành các cái gọi là các cục máu đông. Ở đây nó tại sao người ta mới giải thích là gì? Huyết khối tắc mạch không phải do cái cơ chế viết sốt mà chúng ta vẫn biết, và đây là gì? Liên quan đến các cái cơ chế miễn dịch. Và lâm sàng, cận lâm sàng thì cơ chế tổn thương chúng ta biết rồi. Tóm lại là gì? Nó gây ra huyết khối tại chỗ và có thể dẫn đến toàn thân, đặc biệt là các mao mạch nhỏ. Tại phổi thường gặp nhất. Đấy, có thể ngoài ra các biểu ngoài phổi như ở tuần hoàn trên tim chẳng hạn, nó có thể gây ra viêm cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim. Ở trên tiêu hóa, tổn thương của dạ dày ruột, thay đổi máu ruột, tổn thương gan mật tụy, tổn thương tại cầu thận, tổn thương tại vào ống thận, tổn thương thần kinh,
cả trong não, trong tủy, thần kinh ngoại biên, tổn thương ở trong máu, vân vân, tổn thương ngoài da. Tóm lại, COVID-19 là một bệnh toàn thân và các biểu hiện lâm sàng của nó cũng rất là phong phú. Đây chúng ta thấy điển hình và các dấu hiệu như chúng ta bắt đầu bằng gì: sốt, ho, mệt mỏi, chán ăn, hoặc là giảm mất mất ngon hay là ngủ, đau cơ luôn, nhưng mà ít gặp hơn các triệu chứng về tiêu hóa như là buồn nôn, đau họng. Tuy nhiên các triệu chứng này thay đổi tùy theo các chủng khác nhau. Với các chủng mới hiện nay là các cái chủng về của gọi là Delta chẳng hạn, các triệu chứng của tiêu hóa đau đầu lại nổi bật hơn các triệu chứng khác. Và cuối cùng là gì? Các triệu chứng biểu hiện của thần kinh, của hô hấp, của tim, của thận, của gan. Và ngoài ra trên nền, những người đặc biệt những người lớn tuổi có các bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, dẫn đến đây là cái hình ảnh ta thấy các cái đám mờ, các hình kính mờ trên CT scan nó chụp đây, bản chất của nó là các huyết khối tắc mạch. Và khi làm giải phẫu bệnh ở bệnh nhân tổn thương, người ta thấy tắc cái mạch, đây là hoàn toàn chính xác. Các cái xét nghiệm cận lâm sàng chúng ta thấy là gì? Huyết có hiện tượng giảm bạch cầu, đặc biệt là giảm các tế bào lympho, hiện tượng tăng đông, tăng bi lăng viêm. Mức các xét nghiệm sinh hóa đánh giá mức độ tổn thương tạng phụ thuộc vào từng bệnh nhân. Đấy, hình ảnh của CT scan cũng rất là quan trọng. Đấy. Và vai trò hiện nay người ta thấy vai trò của siêu âm rất là hữu hiệu trong quá trình đánh giá các cái tổn thương. Đấy. Ở đây chẳng hạn, đây là biểu hiện lâm sàng COVID, người ta đã tổng kết, chúng ta nhìn thấy ngoài các triệu chứng của hô hấp chúng ta vẫn thường biết thì nó còn có các tổn thương. Đấy. Của thì tuần hoàn, của gan thận, của ruột, của thần kinh, của mắt, của da, của đông máu, của gan mật tụy, vân vân, rất nhiều các triệu chứng đầy đủ. Về phân loại mức độ nặng để xử trí thì dựa vào các phân loại mức độ nặng này thì chúng ta sẽ có cái thái độ xử trí ngay lập tức và có kế hoạch tiếp theo dựa trên các mức độ về lâm sàng để dễ nhận biết và đồng thời dựa trên các xét nghiệm. Tuy nhiên trong đại dịch, xét nghiệm không phải lúc nào cũng làm được, cho nên dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và theo dõi bệnh nhân liên tục, đó là vấn đề cốt lõi cho việc phân loại và xử trí kịp thời và đưa ra các nguyên tắc điều trị, từ đó sẽ có điều trị cụ thể. Và đây là hình ảnh của điều trị theo mức độ theo các giai đoạn. Đây là hình ảnh của khi mà virus vào nhân lên, virus tấn công vào máu, bắt đầu sau đó gì, virus nồng độ giảm dần thì bắt đầu có quá trình viêm, một đáp ứng viêm chúng ta đang tăng dần lên, hiện tượng tăng quá mức các phản ứng viêm dẫn đến tổn thương các cơ quan. Đấy, đây là cái hình ảnh của sơ đồ mà ta thấy để chúng ta quyết định giai đoạn đầu chúng ta làm gì. Ví dụ virus tăng lên chẳng hạn thì chúng ta phải xử lý các thuốc chống virus. Khi giai đoạn nó đứng viêm tăng lên chẳng hạn, chúng ta phải chú ý các quá trình kháng viêm cũng như điều trị hỗ trợ các cái tổn thương do các quá trình viêm gây ra. Đây là cái hình ảnh của virus. Người ta thấy trong tuần đầu, sau khoảng 5-7 ngày nó sẽ giảm dần. Sau đó đến tuần thứ 2 và bắt đầu nó quá trình nó bắt đầu nặng lên, dẫn đến siêu hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận, vân vân, bệnh nhân phải nhập viện để điều trị. Và đây chúng ta thấy ví dụ ở ngoài đầu, chúng ta có thể điều trị bằng các thuốc kháng virus, có thể bằng kháng thể, sử dụng các kháng thể đơn dòng. Và vân vân, giai đoạn sau chẳng hạn thì chúng ta có sử dụng các cái huyết tương của người đã khỏi bệnh, hoặc là gì, những cái corticoid, hoặc là gì, những cái thuốc chống đông, các cái kháng thể kháng interleukin 6 vân vân, thuốc kháng virus. Cho đến hiện nay rất nhiều các nghiên cứu, nhưng chúng tôi xin lưu ý, ví dụ remdesivir chúng ta đang dùng thì ngay đầu, từ đầu chúng tôi rất là thắc mắc là tại sao remdesivir dùng rất là muộn, từ khi bệnh nhân bắt đầu có suy hô hấp mới được dùng. Tuy nhiên các nghiên cứu tại châu Âu người ta cho thấy là gì, remdesivir không tác dụng giống như các tác giả Mỹ công bố, cho nên ngay cả thuốc thôi chúng ta thấy là gì, không dễ. Trên đăng trên báo Lancet với một cái nghiên cứu rất cẩn thận, ta thấy thế không có hiệu quả giống như là các cái tác giả Mỹ công bố trên New England. Thứ hai, gần đây thì các cái thuốc mới monopiravir hay là favipiravir, chúng ta có các cái thuốc mới và đang có thể mang lại hy vọng. Và một cái nữa đó là các kháng thể trung hòa virus hiện nay đang rất là nhiều. Trong phác đồ chúng ta cũng đưa vào đó là gì, các cái kháng thể đơn dòng có thể ức chế các sự nhân lên của virus. Tuy nhiên xin nhắc lại, các cái kháng thể này cực kỳ đắt. Đấy, nếu mà tốt hơn chúng ta tự sản xuất kháng thể bằng cách tiêm vaccine nó vẫn có hiệu quả. Trong trường hợp chúng ta không đủ thì bắt đầu chúng ta mới cần đến vai trò của các kháng thể. Còn khi đã vào giai đoạn điều trị để giảm bớt mức độ nặng thì người ta có thể dùng các kháng interleukin 6, interleukin 1 receptor. Đấy, tuy nhiên ở Việt Nam mình có một nguyên tắc cấp phép, đó là các cái thuốc khi đã được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là chưa nước nào cấp thì bắt đầu dùng theo thử nghiệm lâm sàng.
Và nếu đã được cấp phép rồi thì chúng ta có thể chỉ định theo diễn biến của bệnh, vì hiện nay trong bệnh cảnh bệnh dịch này chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn. Đây là cái hình ảnh huyết khối tắc mạch trong COVID. Đây tắc cả động mạch, chúng ta có thể dẫn đến các trường hợp stroke, nhồi máu cơ tim, vân vân, các cái mao mạch dẫn đến các hoạt hóa các cái mao mạch trong toàn bộ cơ thể, tắc cái tĩnh mạch, và từ đây cũng và tương tự nó có hình thành các cục máu đông, từ đây có thể đi ra khắp nơi. Và như thế thì thuốc chống đông thì lại tỏ ra có hiệu quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên báo JAMA về thuốc kháng đông đường uống ở bệnh nhân nhẹ cho thấy là hiệu quả không rõ ràng. Nhưng hiện nay ở chúng ta, ví dụ phác đồ của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn đang dùng. Trong cái sơ đồ này nó giải thích được tại sao bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân giai đoạn sau nữa, đặc biệt bệnh nhân nặng thì cái tình trạng tăng đông của nó là cao. Ngay chúng ta phải xử lý ngay từ đầu ở giai đoạn sớm này, còn khi vào giai đoạn nặng rồi thì cái nguy cơ chảy máu cao lên. Nếu chúng ta giai đoạn này và chúng ta cho thuốc chống đông cao lên thì nguy cơ chảy máu cũng cao lên, vì liên quan đến cái cơ chế bệnh sinh. Thì các nghiên cứu về thuốc chống đông heparin, đặc biệt heparin trong lượng phân tử thấp, cho thấy các bệnh nhân nặng thì cho thuốc liều điều trị không hơn liều dự phòng. Như ở các bệnh nhân nhẹ thì người ta thấy chứng minh hiệu quả rất là rõ ràng, cho nên chúng ta phải cho thuốc chống đông với liều điều trị ở bệnh nhân nhẹ chứ không phải là bệnh nhân nặng. Đấy, ở châu Âu trong một nghiên cứu trên 28 các cái ICU châu Âu, trong khoảng trên 852 bệnh nhân, người ta cũng nhận thấy tương tự, và tỷ lệ tử vong của người ta cũng thấy vào khoảng 40-50%. Và trên cái sơ đồ này người ta biểu diễn ví dụ các cái màu đen là cái gì không cái dùng thuốc gì cả, thứ hai là có màu thứ hai, màu xanh xanh là dùng cái màu thuốc chỉ có liều điều trị, cái thứ ba là dùng các cái thuốc không đông với liều trung gian, cái thứ tư là dùng thuốc cho điều trị ở các bệnh nhân mới, thì cái tỷ lệ sống cao hơn ở các bệnh nhân được dùng chống đông sớm với liều điều trị, đặc biệt với heparin trọng lượng phân tử thấp. Corticoid sau nghiên cứu recovery thì các bạn biết rồi, thì ở các bệnh nhân nặng giảm tỷ lệ tử vong vào khoảng hơn 10%, ở các bệnh nhân nhẹ thì có giảm nhưng mà có thay đổi nhưng mà tỷ lệ thống kê chưa đủ. Ở nghiên cứu sau pha 2 về COVID đang trên báo JAMA, người ta so sánh liều 6 và 12 mg, thì người ta thấy là nhóm 12 mg có vẻ có thay đổi cái tỷ lệ tử vong cũng như là các biến chứng khác. Tuy nhiên vì cái cỡ mẫu của nhóm nghiên cứu này chưa đủ lớn cho nên trên chưa có ý nghĩa thống kê. Và cái nghiên cứu về dùng chống đông, như vậy thì chúng ta có thể kết hợp chống đông và dexamethasone để giảm bớt các cơ chế huyết khối tắc mạch hay không? Đấy, heparin chúng ta đã biết rồi, nó vừa có tác dụng chống đông, chống viêm, nó ngoài ra nó còn có tác dụng ngăn cản virus xâm nhập, cho nên phải nên dùng sớm. Và dùng liều bao nhiêu? Dùng như thế là đấy. Thứ hai là gì? Corticoid giảm tỷ lệ tử vong là đúng rồi. Đấy, dùng muộn cho bệnh nhân nặng thì liệu chúng ta có thể kết hợp heparin và dexamethasone với liều thấp ở giai đoạn sớm có giảm được tỷ lệ tử vong không? Thì chúng tôi có thử nghiệm một nghiên cứu này bắt đầu ở Bắc Ninh với các bệnh nhân khi bắt đầu có triệu chứng và bắt đầu đi vào nhịp thở trên 20, bắt đầu đi vào siêu hấp, nghĩa là gì? SpO2 khoảng 96%, tỷ lệ P/F là khoảng 300, thì bắt đầu chúng tôi cho dùng chống đông. Với đây thì chúng ta thấy là gì? Thứ nhất là an toàn ở trên một khoảng độ 150 bệnh nhân dùng, và khoảng so sánh với khoảng hơn 200 bệnh nhân dùng. Thứ nhất là thấy nó an toàn, không thấy có biến chứng gì đáng kể. Cái thứ hai là gì? Không ảnh hưởng đến cái mức độ đào thải virus. Cái thứ ba là gì? Có vẻ như là nó có tác dụng số ngày cần thở oxy ở nhóm bệnh nhân dùng có vẻ rõ hơn. Và cái nghiên cứu này đã được áp dụng ở Đà Nẵng sau đó. Và ở các bệnh nhân Đà Nẵng thì chúng ta áp dụng cho các bệnh nhân đầy đủ hơn. Đấy, và chúng ta sau khi mà đã nghiên cứu Đà Nẵng cho thấy, nghiên cứu của Đà Nẵng cho thấy là gì? Dùng enoxaparin cho hàng nghìn bệnh nhân. Đấy, và kết hợp dùng enoxaparin và dexamethasone cho khoảng gần 400 bệnh nhân. Đấy, thì chúng ta thấy là gì? Các bệnh nhân thở oxy là khoảng 10%, các bệnh nhân chuyển nặng thì khoảng 5%, các bệnh nhân cần thở máy có 4,6% và tử vong rất là ít, có 42 bệnh nhân trên tổng số 3.832 bệnh nhân mà thôi. Và cái nhóm tử vong này, 32 trên 42 bệnh nhân tuổi trên 75 và có bệnh nền. Như thế chúng ta thấy là gì? Cái phác đồ của chúng ta rất là có hiệu quả. Và so sánh với một nghiên cứu của châu Âu về các tỷ lệ tử vong của giai đoạn làn sóng thứ nhất và làn sóng thứ hai, thì người ta cũng thấy tỷ lệ tử vong của ta sau 28 ngày là khoảng 57 và 50%, và sau 90 ngày là khoảng độ
51 là cái tỷ lệ sống của ta cũng rất là ít, thế là khoảng độ 40% mà thôi. Như thế chúng ta thấy cái phác đồ của chúng ta mặc dù chưa làm được ngẫu nhiên mù đôi giống như các nước người ta thiết kế nghiên cứu, nhưng mà chúng ta thấy có vẻ là có hiệu quả, nên chúng tôi cũng đề nghị đưa vào dùng. Đấy. Về tổng hợp lại các nguyên tắc điều trị, đây chúng ta đều thấy ví dụ như bệnh nhân nhẹ, trung bình, nặng, nguy kịch phân loại ra để phù hợp với diễn biến của bệnh dựa trên các dấu hiệu lâm sàng rất là đơn giản. Các cái thuốc favipiravir, remdesivir, các thuốc kháng thể đơn dòng, corticoid chúng tôi đã để rõ là gì, khi nào dùng, khi nào không dùng, và cái xử trí hô hấp như thế nào, kháng sinh khi nào dùng, khi nào lọc máu, khi nào chống sốc, kết hợp điều trị bệnh nền, về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, tâm lý liệu pháp, rồi khi nào chăm sóc giảm nhẹ. Đó, tất cả những cái đó cụ thể chúng ta dựa vào các chỉ số xét nghiệm nếu làm được, còn không chúng ta dựa vào các dấu hiệu lâm sàng. Đó là những cái rất dễ làm và ở đâu cũng làm được, đặc biệt ở các bệnh viện dã chiến. Sử dụng thuốc chống đông cũng tương tự, các nhóm nghiên cứu đã đưa ra các cái phác đồ rất là đơn giản, tính đến BMI chức năng thận với liều cụ thể cho từng mỗi một đơn vị phù hợp với điều kiện. Khi dùng thuốc với heparin thường hay heparin trong lượng phân tử thấp, hoặc là heparin các cái thuốc chống đông được uống, và có các cái sơ đồ dùng thuốc chống đông dễ. Corticoid cũng tương tự, mức độ nhẹ nhưng mà chưa dùng, mức độ trung bình có nghĩa là gì, khi bệnh nhân bắt đầu vào suy hô hấp, nhịp thở bắt đầu trên 20 SpO2 dưới 96%, bắt đầu chúng ta dùng luôn. Mức độ nặng thì chúng ta tăng liều lên, đấy, kết hợp với lọc máu, mức độ nguy kịch đấy, thì chúng ta vẫn dùng liều gấp đôi hay gấp ba, nghĩa là 12-20 mg dexamethasone tương ứng với 2-3 mg methylprednisolone cân nặng trong 5 ngày, sau đó giảm liều cho một nửa liều trong 5 ngày. Chúng ta cũng không dùng liều cao hơn. Xử trí hô hấp, siêu hô hấp thì có lưu đồ theo các quy trình kỹ thuật, có quy trình theo dõi đánh giá kết quả. Đây là ví dụ các bệnh nhân nhẹ, ta làm gì, trung bình làm gì, nặng làm gì, nguy kịch làm gì. Đây là kèm theo đó là các quy trình kỹ thuật hướng dẫn để chúng ta biết khi nào chúng ta chuyển các phương pháp điều trị. Cũng giống như các chỉ định của ECMO, khi nào chúng ta đã dùng máy thở hoặc là các phương pháp điều trị khác mà không hiệu quả, chúng ta cần ECMO. Khi nào chúng ta cần lọc máu, đấy, và lọc bằng kỹ thuật gì, đấy, chỉ định lọc máu như thế nào, khi nào chúng ta cần dùng kháng sinh, tại sao chúng ta dùng, chúng ta không dùng. Vừa qua rút kinh nghiệm thì ngay giai đoạn đầu chúng ta vẫn nghĩ là gì dùng kháng sinh, và có vẻ chúng ta rồi dùng hơi quá, cho nên lần này thì chúng ta thấy là gì, chúng ta cố gắng dùng kháng sinh theo cái kinh nghiệm, tuy nhiên nó phù hợp mức độ sinh tế bệnh. Ví dụ mức độ nhẹ, khi bệnh nhân bắt đầu sốt ho thì thường do virus, chưa có vi khuẩn, cho nên chúng ta không nhất thiết, vì các bi lăng viêm nó rất giống nhau, chúng ta có thể dựa vào PCT để chúng ta quyết định rằng gì bệnh nhân đã có nhiễm khuẩn hay chưa. Đó là những cái thứ ba, là phụ thuộc vào phân loại theo cái mức độ, phân tầng theo mức độ nguy kịch, theo cái nguy cơ, các yếu tố nguy cơ như bệnh nặng của COVID, thứ hai là các yếu tố can thiệp, thứ ba là các yếu tố dịch tễ để chúng ta quyết định dùng kháng sinh hay thuốc chống nấm. Sơ đồ về điều chỉnh đường huyết cũng tương tự, đây là sơ đồ nó cũng rất là đơn giản, ai nhìn vào cũng có thể làm được, kể cả điều dưỡng, vì có khá nhiều các bệnh nhân được chúng ta tăng đường máu, một là do COVID tổn thương trực tiếp vào tụy, cái thứ hai trong COVID nặng cũng giống như các bệnh nặng khác gây ra tăng đường máu phản ứng, cái thứ ba là khá nhiều các bệnh nhân được dùng corticoid mà liều thì người ta thường dùng có xu hướng tăng, đặc biệt đối với các bạn mà các cơ sở ít người thì các bạn thường lo ngại, các bạn rất hay dùng corticoid nhưng các bạn thường xuyên quên hoặc là sợ không dám dùng chống đông, cho nên khá nhiều các bệnh nhân tăng các đường máu. Đây là cái sơ đồ mà rất là dễ điều chỉnh để cho các bạn có thể tiến hành. Về dinh dưỡng cũng tương tự, khá nhiều các bệnh nhân COVID của chúng ta ngoài tổn thương do bệnh thì có dẫn đến tình trạng đói và gì mất dịch, cho nên đây là những cái phân loại để cho chúng ta biết là nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân như thế nào, mà chúng ta cần có thể cung cấp cho bệnh nhân bằng con đường nào, qua đường miệng hay là qua đường dịch truyền. Đây là cái sơ đồ nó cũng hết sức là đơn giản, một cách tương đối đảm bảo với nồng độ dịch, với dịch tối thiểu, lượng natri tối thiểu để chúng ta có thể đỡ cho bệnh nhân. Vì như các bạn biết, khi bệnh nhân khó thở, liên tục phải thở hoặc thở oxy thì người ta rất đói, rất khát, nhưng người ta không thể ăn hoặc uống được. Cố lắm, người ta chỉ nuốt được một miếng, người ta lại phải vội vàng chụp oxy vào ngay. Cho nên là vấn đề dinh dưỡng phải cực kỳ quan tâm. Và trong COVID nặng thì bệnh nhân tiêu thụ năng lượng rất là nhiều, có lẽ nó phải tương đương với bệnh nhân bỏng nặng hoặc là sốc đa chấn thương nhiễm trùng nặng. Và cuối cùng là gì, phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng cho theo các cái lứa tuổi, các cái mức độ khác nhau, kể cả mức độ nhẹ, có những cái hướng dẫn rất là cụ thể, ví dụ như nằm sấp. Đấy. Nằm sấp chẳng hạn không phải chỉ cho bệnh nhân nặng mà cho kể cả các bệnh nhân nhẹ, và tôi
đề nghị thầy Châu, chủ tịch hội hô hấp cũng như các hội viên hô hấp hãy tập nằm sấp mỗi ngày, kể cả chúng ta chưa có bị COVID. Đấy, hỗ trợ tâm lý cũng là một vấn đề rất là quan tâm. Ngoài người bệnh ra thì là đâu là về nhân viên y tế rất là bị xì chết, burnout rất là nhiều, và thậm chí ở nhiều nước còn có các nhân viên tâm của nhân viên y tế của chúng ta tự tử. Cho nên là vấn đề hỗ trợ tâm lý không phải chỉ cho bệnh nhân, cho cả người bệnh và cho cả nhân viên y tế bằng mọi cách để chúng ta làm sao là giảm bớt, động viên họ bình tâm trở lại, có thể tham gia vào, kết hợp bác sĩ cũng giống như nhân viên y tế kết hợp chặt chẽ với người bệnh thì chúng ta mới chiến thắng được bệnh tật. Kế hoạch chăm sóc người bệnh của điều dưỡng cũng tương tự, chăm sóc một phần tất yếu của quá trình điều trị, không phải chúng ta chỉ có oxy hay là chỉ có máy thở, và vấn đề chăm sóc người bệnh sẽ là quyết định cho người bệnh có thể tồn tại được hay không. Tất cả các bệnh nhân nặng, kể cả COVID cũng tương tự, chăm sóc toàn trạng từ tinh thần cho đến hô hấp, tâm lý, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu, các dấu hiệu chức năng, theo dõi, phát hiện sớm các biến chứng, dựa vào các dấu hiệu lâm sàng cũng giống như các bảng điểm rất là đơn giản, để làm sao người nào bên cạnh người bệnh, người điều dưỡng, người hộ lý hay một người nào được huấn luyện một cách gọi là ngắn gọn trong thời gian ngắn vẫn có thể phát hiện được các biến chứng bất thường để chúng ta kịp thời xử lý. Lần này cũng có thay đổi với các cái tiêu chuẩn xuất viện. Các tiêu chuẩn xuất viện của chúng ta so với những lần trước là ít hơn, dựa vào thứ nhất là các cái nghiên cứu mới trên thế giới, giống như của Tổ chức Thế giới, và cái hoàn cảnh của chúng ta vừa qua chẳng hạn cũng rất là nhiều bệnh nhân thường là quá tải, cho nên chúng ta cái thời gian cách ly xử lý cũng giống như xét nghiệm nó sẽ đơn giản hơn trước rất là nhiều. Cuối cùng thêm một phiên bản đó là gì, cấp cứu trước viện, trước kia chúng ta chưa có, lần này chúng tôi sẽ đưa vào, đó là gì, chúng ta khi cấp cứu bệnh nhân tại nhà chúng ta làm gì, thấy phát hiện như thế nào, có thể làm được cái gì cho người bệnh, ví dụ ngoài thở oxy, và nếu qua một cái van oxy nhắc này thì càng tốt, cho bệnh nhân oxy, cắm được cái đường truyền, truyền cho bệnh nhân nửa lít dịch trên đường chạy về, đó là những cái hết sức là đơn giản nhưng mà cũng rất là hiệu quả trong quá trình cấp cứu người bệnh. Tóm lại, phiên bản cấp cứu hướng dẫn chẩn đoán cấp cứu về COVID-19 lần này, đấy là trí tuệ tập thể của hơn 100 người, 120 người đã tham gia, và đề cập và rất là cảm ơn các thầy đã tham gia một cách rất là nhiệt tình trong cái công việc này, đã đề cập COVID-19 nhiều khía cạnh hơn, toàn diện hơn, bởi vì chúng ta đã hiểu biết về bệnh học, về điều trị rõ hơn trước, và đặc biệt là gì, khi chúng ta có thể áp dụng cái điều trị sớm thì đã giảm đến mức độ nặng, mà khi chúng ta đã giảm đến mức độ nặng thì sẽ giảm cái áp lực trên các tầng điều trị, tầng 2, tầng 3, thì chắc chắn là gì, chúng ta sẽ giảm tử vong. Và lần này cũng đưa vào các cái lưu đồ và quy trình kỹ thuật rất là dễ áp dụng, đơn giản, dễ hiểu, và trong toàn diện đối với COVID-19 chắc chắn sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong. Và chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh và bổ sung trong các phiên bản tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.